Hôm nay sáng ngày 29 tháng 7 năm 2021, hội qua đất đã đến chia buồn cùng gia đình và đã giao số tiền 10.200.000 đồng để lo hậu sự cho cụ bà Phan Thị Ích do các ẩn danh sau đây tài trợ. 1. Em trai ẩn danh ở Sài Gòn 5 triệu đồng. 2. Bác Lâm Sai Sanh và Xì Nghiệp Cú 2 triệu đồng. 3. Chị ẩn danh Sài Gòn 1 triệu đồng. 4. Dịch vụ xe Thái ở Tắc Văn 500.000 đồng. 5. Đại lý Tâm Lực Đầm Dơi 500.000 đồng. 6. Cô Đẹp ở Đầm Dơi 200.000 đồng. 7. Bác Duyên Sinh Hùng và Xì Tắc Hùng 1 triệu đồng. Cụ mất ngày 29 tháng 7 năm 2021, liệm trưa ngày 29 tháng 7 năm 2021, an táng ngày 31 tháng 7 năm 2021. Thay mặt cho hội qua đất xin chia buồn cùng gia đình của cụ bà Phan Thị Ích. Đây là số tiền bạn giao. Con để con vô số tiền nữa không? Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hội qua đất viên quý dân nhân hỗ trợ gia đình tôi số tiền. Hỗ trợ cho gia đình tôi số tiền. Rất cảm ơn. Do tình hình dịch bệnh Covid cho nên nó là không có được tổ chức, mong quý dân cũng thông cảm cho hội. Nhà hảo tâm cũng xin cảm ơn nhiều.